Rồi, bắt tắt nè, bắt tắt nè. Chúng ta thấy thú được nhiều người như thế là nhiều những chuyên nhân như thế này còn nhiều lắm. Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Xuân Tâm, con ở Bình Tân. Lúc trước là con bị bệnh thần kinh, rồi rối loạn lo âu, rồi trầm cảm, trong mình tin có gì con không bị hết, mà con được chữa chữa lành. Bây giờ con đã khỏi. Dạ, con hôm nay 29 tuổi. Con được biết cái đồng chí Xuân như thế nào? Dạ, con biết là hồi đó là cha về Bình Tân, về cái nghe cha làm lễ thì con biết hồi đó, con hồi đó con học hai hệ dưới đó. Mà nói chung là cái bệnh thần kinh của con sợ lắm. Lúc lên con á, những người mà nhìn thấy con họ rất là sợ, tận mồm mép mồm đi đầu óc tay chân con nó lắc gấp dữ lắm, mà con mà nó rồi trong đầu con lúc nào nó cũng lặp lại một câu nói lặp đi lặp lại lặp lại á. Con đi cho bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói là con uống thuốc suốt đời, thuốc suốt đời luôn. Nhưng mà con lúc mà con nó bị tâm nạn á, là con muốn lúc nào con muốn bỏ nhà đi, lúc nào cũng mừng thủng muốn chết, rồi xem cảm giác chết như thế nào. Con nói với một bác ở dưới Đồng Nai, bác nói là con bây giờ dưới linh hồn cả đời rồi, bây giờ phải về đó bác chữa cho, bác xin Chúa chữa cho. Rồi bác con đi về đó, bác một ngày bác tắt con lần chuỗi ba con chuỗi bên tôi và đồ chuỗi lên xót đi chùa những ngày một buổi và đi lễ, và cứ làm như vậy đồng hài tự nhiên không khỏi. Hallelujah. Rồi bà con lần vẫn còn lần chuỗi xót còn nhiều lắm, thì chị em chúng ta phải khép lại với tiệc hôm nay, với tiệc của lòng thương xót ngày 7 Tết thứ 6 đầu tháng dành cho anh chị em từ các nơi đến, để chúng ta nghe rõ những chính nhân ấy. Chúng ta có một đoàn đúng chính nhân, chúng ta có lòng thương xót Chúa phụ trì, chúng ta được biết đến lòng thương xót Chúa và mình đến đây thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa và mình ra về, mỗi người chúng ta lại phải trở thành người đi loan truyền, loan báo, làm chứng về lòng thương xót của Chúa cho thế giới ngày hôm nay được biết đến Chúa. Chúng phải được biết đến, vì nếu không có lòng thương xót, nếu mà không có Chúa thì trong cuộc đời này loạn lạc ly tan đổ chiến tranh hận thù chấm dứt đủ hết. Có lòng thương xót Chúa có được bình an, có lòng thương xót Chúa có được tình yêu thương, có lòng thương xót Chúa có được thương tha thứ, và có lòng thương xót Chúa thì thưa anh chị em, trong bài đọc một ngày hôm nay, có Chúa chăn dắt tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Có Chúa bênh đỡ tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Vì tôi biết mỗi ngày, mỗi năm mới đến, công cuộc lòng thương xót càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống đối càng khủng khiếp. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ gì. Có Chúa đi